Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh phối hợp Công ty Truyền tải điện Kon Tum ra mắt đội tự quản về an ninh trật tự và bảo vệ an toàn hệ thống lưới điện truyền tải. Tại lễ ra mắt, đại diện lãnh đạo hai đơn vị chúc mừng và đánh giá cao công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và Công ty Truyền tải điện Kon Tum trong thời gian qua đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần đẩy mạnh các hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự, thường xuyên kiểm tra, xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tài sản, phương tiện do đơn vị quản lý, xây dựng các phương án xử lý các tình huống mất an toàn hệ thống lưới điện, đặc biệt kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi phá hoại, gây hư hỏng hệ thống điện.